Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Mình tiếp tục với các bạn bộ truyện Luyện Khí 10 vạn năm tập 51 Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, một comment cảm xúc ở phía dưới phần bình luận Rồi chúng ta đến của tập của ngày hôm nay Chương 376 Nữ Đế Quần Lâm Những cửa ải cuối cùng này rất có thể sẽ phá vỡ cực hạn chịu đựng của linh hồn của ngươi, khiến cho ngươi trở thành ác ma giết người mất tự chủ. Mà nguyên cực hạn chính là cực hạn giết chóc và măn mong muốn chinh phục. Nếu như ngươi không có năng lực khống chế sức mạnh này, ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện đâu. Bởi vì nếu làm như vậy, chính là hại ngươi, đồ đệ của ta. Từ dương biết, chiến vũ vương thật tâm thật ý nghĩ cho nữ đế, giữa hai người có tình sư đồ lại có trách nhiệm về vận mệnh vương quốc. Một khi nữ đế mất đi khống chế, nàng không những không thể trở thành trợ lực cho mọi người, mà ngược lại sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của diễn quốc. Không sai, ta ủng hộ nơi này của chiến vũ vương. Cửa ải cuối cùng này cũng là khảo nghiệm lớn nhất của nàng. Đương nhiên, ta sẽ tự thân hộ pháp cho nàng. Một khi cảm thấy nàng không thể chống đỡ nổi, phải lập tức nói cho ta biết ta sẽ kế thừa phần sức mạnh này thay cho nàng, cam đoàn sẽ không để nàng phải gánh chịu tổn thương nào. Đây là lời hứa ta đã từng nói với nàng. Nữ đế nhìn thật sâu vào mắt của Từ Dương, lại nhìn thư tôn chiến vũ vương của mình, cuối cùng cũng mạnh mẽ gật đầu. Đệ tử đã vượt qua 12 đạo, đạo cuối cùng này cũng là được bước đi gian nạn nhất, đệ tử nhất định có thể chinh phục được. Đến đây đi, Chiến Vũ Vương thở dài sau đó nói Không hổ là đệ tử của ta Người mới là điểm kiêu hạo chân chính của diễn quốc Một đạo hồn quang lóe ra Hồn lực của Chiến Vũ Vương trong nháy mắt khóa chặt trên người của nữ đế Một mặt hắn muốn dần dần rót ma nguyên màu đen vào trong cơ thể của nàng Mặt khác không ngừng kiêu khích sự chịu đựng và tạo áp lực lên tinh hồn linh hồn của nàng Dù sao, sự kháng ép cũng này giống như là một cái lò so vậy có thể co giãn trong giới hạn chịu đựng của nó lò so vỡ nát cũng không còn cách nào phát huy tác dụng nữa kỳ thực đối với tu sĩ mà nói linh hồn và nhục thân có sức mạnh chịu đựng đều như thế chiến vũ vương làm như vậy để không ngừng thăm dò mở rộng cực hạn của nữ đế tiếng giống giận dữ vang dội hồn lực mạnh mẽ phát ra cách nữ đế trong phạm vi mười bước, sức mạnh lĩnh vực màu đen cực kỳ nồng đậm, bao trùm hết thầy mọi thứ, đồng thời cũng phá hủy hết thầy mọi thứ ở đây. Trời ạ, à, lão đại, đứa dân này định chính là ma thần diệt tế hay sao? Người xác định rằng cũng là đồng đội của ngươi sao? Tiểu đoàn đoàn đến bên tai của Long Khôn rồi nói nhỏ. Không chỉ là đồng đội đâu mà còn có quan hệ loại đó đấy. Long Khôn nói, cái gì? Không, không nhìn ra lão đại lại thích nữ nhân bạo lực như vậy đấy. Từ dương cảm thấy im lặng. Vốn hắn có chút cẩn thương khi để ý đến cảm xúc của nữ đế, nhưng lại bị mấy người bạn xấu này hóa dài hơn phân nửa đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức chịu đựng của nữ đế dần dần đạt đến cực hạn. Nhưng đến thời điểm nàng sắp nhịn không được, trong đầu từ dương lập tức bước vào trạng thái cộng minh linh hồn. Nhà đầu, ta ở đây, trong nháy mắt khí tức của nữ đế lần nữa bộc phát ra lần này nàng phát ra ma lực cực hạn trước nay chưa từng có a à dương thật sự là huynh sao điều khiến cho từ dương vui mừng chính là sự cộng minh linh hồn của hắn ở thời khắc mấu chốt này không những giúp cho nữ đế phá vỡ cực hạn chịu đựng mà còn trở thành người mạnh nhất trong thế giới ảo tưởng có thể so với ma nguyệt pháp tắc này đồng thời còn giúp cho nàng mở ra trí nhớ bị che phủ nhớ lại hết thầy mọi chuyện diễn ra ở thế giới thật. Còn có mọi người, quá tốt rồi, vậy mà các người đều ở đây. Trong lòng của Từ Dương vừa kích động vừa vui mừng, thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn trong thế giới ảo tưởng của vô tận tháp này sẽ xuất hiện cảnh ngộ như thế, khiến cho mối quan hệ giữa hắn và đồng đội càng trở nên sâu sắc hơn. Người thành công rồi! Cuối cùng, chiến vũ vương mồ hôi đầy đầu, ngừng động tác lại, mà người xung quanh cũng đều cảm nhận được khí tức cường đại thuộc về chiến vô vương đã hoàn toàn biến mất đi. Lúc này nhìn ông ta giống như một lão giả bình thường nhưng chỉ có Từ Dương nhìn thấy ánh mắt lại thanh tịnh trước nay chưa từng có. Tiểu tử, dường như ta cũng nhìn thấy điểm cuối rồi. Từ Dương vui mừng đi tới trước mặt của chiến vô vương. Đó là bởi vì linh hồn của ngươi Đã sớm đạt đến cảnh giới đỉnh phong kia Mà nguyên đã giam cầm Khiến cho ngươi bị cầm tù Ở trong tam giác tam nguyên pháp tác này Khiến ngươi không thể nào nhìn thấy Toàn bộ thế giới Hiện tại ngươi đã đánh mất loại sức mạnh này Nhưng cảnh giới linh hồn Cũng đã bao trùm hết thầy rồi đấy Đây là kết cục khiến cho tất cả Đều cảm thấy vui vẻ Chiến vua vương quay về Thành tiệu cảnh giới bất thủ vương hồn nữ đế thành tựu ma nguyên cực hạn trở thành một trong ba cường giả mạnh nhất trong thế giới ảo tưởng hơn nữa khôi phục ký ức bị che phủ đi đây chính trở lại bên cạnh của Từ dương tam vương tử người ở lại đây đi ta mang theo bạn của mình và phụ vương của ngươi trở về giải quyết hắc mân côi và thế lực vô tận hại ở sau lưng của nàng nhớ kỹ lời của ta đây đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có vô tận hại. ngươi mau gọi tất cả binh lực đóng giữ ở thần quốc đi về hướng phía nam đi không bao lâu nữa ta sẽ chứng kiến liên minh hai nước cùng bay ra trận chiến cuối cùng với bộ tận hải đấy đã hiểu ba ngày sau trên hư không u ám của vương thành diễn quốc nữ đế bá tuổi thiên hạ đang vân mà đến nàng như là ma thần nhìn xuống toàn bộ vương thành diễn quốc uy áp kinh khủng làm cho cả vạn người dưới hoàng cung run động cùng thôi ngay cả cường giả dạ ẩn nấp trong bóng tối cũng không nhịn được nhíu mày thần thánh phương nào giá lầm đến hoàng cung của diễn quốc ta nữ đế cười lạnh khoanh tay tiếp tục phóng tích khí tức hoàn toàn không phản ứng lại ngược lại trên bầu trời lại có một đạo hồn âm khác vô cùng thâm thúy phụ trợ cho đi nữ đế cùng nhau buông xuống khí tức chè khuất cả bầu trời Người của vô tận hải Quên tên của ta nhanh như vậy hay sao Chiến vũ vương Ta cũng nên trở về rồi Cái gì Bên trong vương điện Hắc Mân Côi ngồi ở trên vương tọa Đột nhiên đứng dậy Đang định phản kháng Nữ đây đã hóa thành một vệt sáng xuất hiện trước mặt của nàng ta Cũng giống như xuất hiện ở trước mặt của mọi người Là, là, là vương thượng Những đại thần trong triều đều nhìn đến ngẩn ngơ nói hai lời toàn bộ quỳ xuống trước mặt của nữ đế tính ra nữ đế cũng làm vương hơn mười ngày chúng thần trong triều đình thật sự kính sợ nàng còn đối với hắc mân côi dựa vào vô tận hải mà chiếm ngôi vua chỉ e ngại mà thôi kính sợ và e ngại là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt sự sự tốn sự tốn ngài hắc mân côi thật không có ngờ đến nàng vốn cho rằng nữ đế bị từ dương và vô song cuốn lấy chắc chắn là phải chết không nghĩ tới còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của nàng thực lực còn cường đại hơn rất nhiều quỷ xuống quân uy nữ đế hiển hiện dọa cho hắc mân côi triệt để quên mất lá bài tẩy của tính mình trong đầu chỉ còn lại một mình sư tôn mà thôi người ý thức được sai lầm của chính mình chưa toàn bộ diễn quốc suýt nữa bị phá hủy trong tay của người đấy sự, sự, tôn không, không, phải lỗi của ta đều, đều là do người của vô tận hải làm Do tên hắc đấu bồng kia Bức ta thôi Không sai Chính là ta Hiện tại hài lòng rồi chứ Quang ảnh của bắc hắc đấu bồng kia Đột nhiên xuất hiện Nhưng trong nháy mắt Lại dùng trùy thủ xuyên thủng trái tim Của hắc mân côi Trường 377 vương giả trở về sư tôn người, người có thể thả thứ cho ta không nhục thân của hắc mân côi nhanh chóng mộc nát tất cả khí tức ma huyền trong cơ thể nàng ta bay đi tán loạn ngay cả những dục vọng thúc đẩy và nghịch cũng nhanh chóng biến mất đi giờ các này hắc mân côi lại trở về dáng vẻ như lúc đầu nữ đế cũng nhớ lần đầu tiên gặp gỡ tiểu nước hài khả ái trong rừng rậm này sau đó nhận nàng làm đồ đệ ở trình độ nào đó mà nói, Hắc Mân Côi càng giống hài tử của nữ đế hơn. Cho dù chứng kiến hành động của Hắc Mân Côi ngày hôm nay, nàng cũng chưa từng nghĩ muốn giết chết đứa bé này. Nhưng Hắc Mân Côi lại bị một tên gia hỏa hắc đấu bồng xuyên tùng trái tim ngay trước mặt của nữ đế, sức mạnh thú nguyên cường đại nhanh chóng khiến cho bệnh nguyên của Hắc Mân Côi mục nát đi. Hai mắt của nữ đế lập tức ửng hồng, sát ý cả người tràn ngập đến đỉnh điểm. Hai tử, kiên trì, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì đâu. Nữ đế ôm chặt lấy Hắc Mân Côi, hy vọng bằng vào sức mạnh của mình có thể giữ lại mạng cho nàng. Nhưng tình huống hiện tại không giống như tưởng tượng của nàng nữa. A à Dương, Huynh Huynh ở chỗ nào? Hắc Mân Côi sẽ phải chết. Xin Huynh mau cứu nàng, đụ đồ đệ của ta, con, con của ta. Từ Dương nhận được linh hồn truyền âm của nữ đế, trước tiên mở ra tiền nhãn, trên không hoàng cung đại điện diễn quốc này xuất hiện một gương mặt hư ảnh cực lớn đủ màu sắc chính là hình dáng của tử dương trời ạ định đi là thật hay sao thế giới này thật sự tồn tại thần khi khí tức thần thánh này thật rộng lớn khi nhìn thấy thiền nhãn đồ đằng toàn bộ triều thần của diễn quốc lần lượt quỳ ở trên mặt đất làm động tác cầu nguyện nhưng lực chú ý của tử dương chỉ dừng lại trên người của nữ đế mà thôi khi nhìn thấy thương thế của Hắc Mân Côi, Từ Dương nhíu chặt, sau đó khẽ thở dài. Ta không chắc có thể cứu được nàng ta hay không, phương pháp chỉ có một, trước mặt chỉ có thể thử một chút thôi. Thù của nha đầu này giao cho nàng tự mình đi báo, dạ, giao nha đầu này cho ta đi. Có được hậu thuẫn cường đại của Từ Dương đại lão, cảm xúc bi thương của nữ đế nhanh chóng nguôi ngoai, lập tức hóa thành thù hận vô tận, ánh mắt đỏ rực nhìn hắc đấu bồng trong hư không. Người, người đi chết đi! Nữ đế đã hoàn toàn khai hỏa, hôm nay nàng đã trở thành một cường giả mạnh nhất trong thế giới ảo tưởng này. Hắc đấu bồng có sức mạnh lĩnh vực của thú nguyên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị nữ đế trả đạp cho nát bấy. Cái, cái, gì? Người, người có thể dễ dàng nghiền nát lĩnh vực của ta như vậy? Chuyện, chuyện này sao có thể? Nữ đế cười lạnh sau đó nói Muốn làm đối thủ của ta sao Mau gọi cha của ngươi tới đây Ngươi còn chưa có đủ tư cách đâu Nữ đế tông một Cớp đã hắc đấu bồng Từ trên không trung rơi xuống mặt đất đại tiện Nàng từ trên không trung phóng bút xuống Đạp một cú nặng nề trên ngực của hắn Khiến nhục thân hắn bị ép thành mảnh nhỏ Dù là cương giả hắc đấu bồng Đã bị vỡ nát thành những bộ phận nhỏ Nhưng vẫn có thể tự chữa trị Trong thời gian ngắn Tất cả những mảnh vỡ Mà khí tức nhục thân của hắn Tự động hợp nhất về tới một điểm Quả nhiên là tiểu cường đánh công chết Không đủ để biểu sát người sao Người, người thật sự rất mạnh Chắc đây là ma nguyên cực hạn Mà phụ thần đã nói với ta Dưới sức mạnh pháp tắc Đều rất khó có thể chinh phục người Nhưng thật tiếc Người muốn giết chết ta Cũng không có dễ dàng như vậy đâu Bởi vì ta là thú nguyên thiên phú ký sinh đấy Thú Nguyên Thiên Phú Ký Sinh sao? Lời này vừa thốt ra, không chỉ nữ đế mà những triều thần trên đại điện đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, căn bản bọn họ không hiểu rõ tên gia hỏa này đang nói cái gì. Các người có lẽ không biết, Thú Nguyên Nhất Mạch tiến hóa đại trề phân là ba cấp, hoàn thành giai đoạn thứ nhất là chuyển hóa, có thể huyễn hóa thành hình người, hoàn toàn là giai đoạn thứ hai lột xác, có thể thức tỉnh loại huyết mạch thiên phú đặc biệt đây chính là sức mạnh duy nhất thuộc về thú nguyên nhất mạch tiến hóa mới được ưu ái thế thôi còn về thiên vũ tà thức tỉnh chính là có thể truyền các tế bào chứa năng lượng thú nguyên trong cơ thể mình sang những các cá thể sinh mệnh khác đã tiếp xúc trong thời gian nhất định thông qua phương thức ký sinh tính thời gian ta đến diễm quốc cũng được mấy tháng rồi trong thời gian này chỉ cần ta có thời gian sẽ đi khắp các nơi gần vương đô, đồng thời ký sinh tế bào trong cơ thể của ta, trên thân thể những sinh mệnh khác kia. Chỉ cần ta muốn, bằng vào những tế bào đã được ký sinh này, ta có thể hoàn toàn phục sinh trên thân thể bất kỳ sinh mệnh nào ta đã ký sinh. Chỉ cần linh hồn không bị hủy diệt, sinh mệnh thể bị ký sinh không hoàn toàn biến mất thì ta cũng bất tử cũng phải công nhận thiên phú như vậy phóng mắt nhìn khắp vô tận hải cũng chỉ có huyết mạch loại bá chủ chí cường như hắc giao vương mới có thể tức tình nói như vậy lão chà bá chủ và ca ca của người đang ẩm, ẩn nấp trong thần quốc đều có thiên phú như vậy sao từ dương nhịn không được phân ra một đạo hồn niệm sau đó dò hỏi đương nhiên rồi hơn nữa thú nguyên thiên phú ký sinh của hai người bọn họ càng bá đạo hơn ta đáng tiếc các người không có tư cách lĩnh hội đâu. <laughs> Bây giờ ta sẽ biểu diễn một lần cho các người xem như thế nào. Trong nháy mắt, khi linh hồn... Khi hồn âm tiêu tán đi, thi thể vỡ vụn trên mặt đất đột nhiên ngừng động, động tác cẩn thận bên tay trái của nữ đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó trong mắt hắn bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, đó chính là dấu hiệu linh hồn sắp biến mất đi. Chỉ trong chốc lát, linh hồn thuộc về vị cẩn thận này đã hoàn toàn bị phá vỡ đi. Mà thân thể của hắn bị con trai của Hắc Giao Vương thông qua sức mạnh thiên phú ký sinh hoàn thành đoạt xá. Thì thiên đang sợ như vậy. Đó như vậy, tất cả những người sống ở vương đô diễn quốc chắc hơn phần nửa đã bị tế bào của Hắc tiêm nhiễm rồi. Trời ạ, à, vậy chúng ta sẽ phải làm để mặc hắn sâu xét như vậy sao? <laughs> Người thật sự cho rằng hoàn toàn ký sinh tế bào thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Mọi người nơi này đều cảm thấy bất lực mà tự dương truyền thông qua sức mạnh của thiên nhãn ngương kết, tam nguyên quy nhất trận, không có tình lực phân tâm tham chiến. Hình dáng chủ nhân chân chính của vương quốc này là chiến vô vương lại một lần nữa xuất hiện. Đó, đó, đó là vương thượng. Trong lúc nhất thời, Nhóm đại thần trong triều kích động vô cùng Đây mới là chủ nhân chân chính của bọn họ Vì quốc vương xuất sắc nhất diễn quốc Cuối cùng người cũng đã trở về Nhưng tất cả mọi người phát hiện Vì quốc vương này Phòng thái bá khí trên người đã không còn nữa Mà có một loại khí tức Không thể diễn tả quanh quần Mặc dù khí tức không phát ra dao động Nhưng mỗi một bước lão này Bước ra khiến cho linh hồn Của tất cả mọi người xung quanh rung động cực kỳ mãnh liệt Chiến vũ vương Lão già hỏa người thế mà vẫn còn sống sao Lão già không buồn không vui Vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước Chưa bao giờ dừng lại Không ai có thể phá hủy diễn quốc được Trường 378 Chiến vũ vương gợi mở oh. Ồ, lão già, hiện tại ngươi một chút mà nguyền cũng không có sao? Còn chứng ở trước mặt ta nói ra những lời như vậy Chiến vũ vương rất bình tĩnh Không tin Ngươi có thể thử xem Ngươi thử xem có thể dùng phương pháp Ký sinh trên người ta hay không Tất cả mọi người không cần phải ngăn cản hắn đâu Uy tín của chiến phú vương ở quốc gia này không ai có thể bị kịp được. Hắn bình tĩnh nói như vậy lập tức khiến cho tất cả những người xung quanh phải phục tùng trong lúc nhất thời trong công điện không ai dám tùy ý hành động ánh mắt của mọi người đều tập trung trên bóng đèn ký sinh kia đối phương nhếch mép cười phóng về phía của chiến vũ vương lão già này không trở thành một người bình thường không hơn không kém một trùy thủ đâm xuyên thấu trước ngực của lão già khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy mà phải giật mình sư sự, sự tôn vương thượng Nữ đế và chúng quần thần xung quanh nhịn không được sông lên. Nhưng rất nhanh bọn họ nhìn thấy miệng vết thương của chiến vũ vương tản ra hào quang vắng vàng óng kia. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả từ dương cũng nhịn không được phân ra một đạo hồn niệm nhìn về phía bên này. Lúc này, kỳ tích lại phát sinh. Hào quang vàng óng kia giống như một đạo thánh quang tiếp dẫn vậy, tập hợp vô cùng vô tận điểm sáng vàng óng tụ lại cơ thể của hắn rất nhanh vết tường đã hoàn toàn khép lại cái gì sao sao có thể chứ một màn này xuất hiện khiến cho nữ đế và từ dương đại lão nhìn mà không hiểu đây giống như là sức mạnh thân bất thủ vậy chiến vũ vương vẫn ôn hòa như cổ sau đó nói ta đã nói rồi Hữu tộc nhất mạch tuy cường đại nhưng sự tiến hóa của các ngươi trên thực tế đi ngược lại với phương thức tu luyện của tam nguyên pháp tắc này cuối cùng phải bị thế giới này đào thải thôi càng không có khả năng đi đến đỉnh phòng chân chính đâu hắc đấu bồng cười lớn sau đó nói mặc dù ta không rõ Người đang chơi trò giết gì nhưng dù ta giết không chết được ngươi bằng vào sức mạnh kỹ sinh trong cơ thể của người khác Ta có thể dùng một mạng của mình đổi lấy hết thầy tất cả mọi người ở diễn quốc này. Xem bên nào có lợi hơn. Chiến vũ vương không có nói thêm. Cứ như vậy sắc mặt lãnh đạm mắt nhắm lại ngưng thần. Trên người hắn kim quang quen thuộc kia lại xuất hiện lần nữa. Tia sáng tơ nhện yếu ớt lần nữa lưu động. Có điều khác với trước. Chính là lần này sức mạnh xung quanh không ngừng tụ vào trong cơ thể của chiến vũ vương mà là lần này bản thân của chiến vũ vương vận chuyển sức mạnh ra xung quanh toàn bộ mấy triệu người vương đô diễn quốc trong thời gian cực ngắn bị ánh sáng này bao phủ lại lần này hắc đấu bồng triệt đề sợ hãi bởi vì hắn cảm nhận được thân thể đã dần dần đánh mất liên hệ với những người xung quanh dường như hắn đã biến thành một thể loại bên ngoài hệ thống của diễn quốc vậy mà thực tế cũng đúng là như vậy Ánh sáng này thì bài xích sức mạnh của thú nguyên nhất mạch, có thể dung hợp sức mạnh với những người xung quanh, thuộc tính và trạng thái giống hệt với trường công chúa cùng vô song lúc trước, hấp thụ sức mạnh tiến ngưỡng vậy. Cuối cùng, sau khi chiến vũ vương hoàn thành hết thầy, thân thể của hắn như đã già đi mấy tuổi, nhưng đổi lại, tai họa ngầm của toàn bộ diễn quốc đã được một mình hắn hóa giải đi. Lão giả ngươi, đã hủy toàn bộ cố gắng của ta Ta muốn chém người thành muôn mạnh Người đã không còn cơ hội đâu Lần này nữ đế không còn do dự Cả người dấy lên mà diễm cuồng bạo Phóng xuống tới Ngăn trước mặt của chính vũ vương Chỉ dùng một đấm đã đánh bay kẻ ngoại lai kia Trước mặt của nữ đế Cương giả hắc đấu bồng không có năng lực phản kháng Nằm giống như một con cá chết vậy Hèn mọn dãy rụa dưới chân của nữ đế nhưng mà trời đại hắn chỉ có vận mệnh bị nghiền nát thôi. Đi chết đi! Tiếp sau đó, nữ đế một cước giẫm nát đầu ẩn nấp ở trong bóng tối kia, xóa bỏ linh hồn của hắn, tự nhiên cũng hủy diệt hết thảy đi. Mà mất đi thân thể vật chủ trong thời gian ngắn cũng đánh mất đi sinh mệnh lực bổ sung và linh hồn vật chủ dựa vào, bắt đầu bục nát đi cuối cùng hóa thành một vùng hư vô màu đen hoàn toàn biến mất trong hư không. Kết thúc rồi. Chúng thần đại điện quỳ dạp xuống đất dập đầu bái lạy tiến vũ vương và nữ đế hô to vạn tuế. Đây là thành tựu mà tán dương hai người vốn phải nhận được. Nhưng lời nàng nói từ giờ khắc này nguy cơ của diễn quốc đã hoàn toàn được thanh trừ. Các người đều lui ra đi, mỗi người tự về trình đốn riêng phần của mình. Ba ngày sau, sư tôn ta một lần nữa trở lại xưng vương. Tất cả người dưới quyền của diễn quốc nhất thiết phải đến đông đủ. Đó là khi kỷ nguyên mới của diễn quốc bắt đầu. Mà từ hôm nay trở về sau, đối thủ của chúng ta sẽ không còn là thần quốc nữa, mà chính là vô tận hải kia. Chúng thần đều tuân mệnh. Chúng thần không chút do dự, nhanh chóng lần lượt lui ra khỏi đại điện, sắc mặt của chiến vũ vương có chút tái nhợt, được nữ đế giúp đỡ đến ngồi ngồi lên vương vị, há miệng thở dốc một lúc. khi bản nguyên cường đại của nữ đế tiến nhập vào cơ thể đã thông kinh mạch, cơ thể mới miễn cưỡng ổn định lại. sư tôn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? khi người trọng thương loại sức mạnh nào trợ giúp cho người chữa trị như thế? đó là sức mạnh duy nhất thuộc về thần hay sao? chiến vũ vương lắc đầu cười khổ sau đó nói ta được tiểu tử kia dẫn dắt thử nghiệm dùng hồn lực câu thông với khí tức hồn khí của những người xung quanh không ngờ thật sự điều động được một bộ phận linh hồn lực điều khiến cho ta kinh ngạc là cùng một loại nguyên lực thì không thể tạo thành biến hóa lớn như vậy nhưng nhiều loại nguyên lực dung hợp lại thì có thể sinh ra sinh bệnh nguyên tố nhất định chính là sinh bệnh lực khổng lồ kia nó đã chữa trị thường thế cho ta đấy Chiến Vũ Vương vừa nói vừa đem một đạo hồn niệm này phát vào bên trong thiền nhãn của Từ Dương, xem như là chia sẻ kinh nghiệm quý báu khi bản thân vô tình lĩnh ngộ được cho người dẫn đường này. Có thể nói, hai người dẫn đường lẫn nhau, tạo lên thành tựu và có quan hệ tương hỗ cho nhau. Kỳ thực tại thời điểm Chiến Vũ Vương vừa mới phát uy, Từ Dương đã được gợi ý tương ứng. Quan trọng hơn, Chiến Vũ Vương đã đạt tới cảnh giới linh hồn bản thân hạn chế, hồn lực của hắn nhiều nhất có thể bao trùm hơn phân nửa diễn quốc, mà thiên nhãn tâm cảnh của Từ Dương có thể bao trùm toàn bộ bất kỳ ngóc ngách nào của đại lục này, đây mới là chỗ đáng sợ của hắn ta. Nếu hắn có thể thấm nhuần lý luận của Tiến Vũ Vương cũng có nghĩa Từ Dương có thể đồng thời điều động sức mạnh của chúng trình diễn quốc và thần quốc mà cỗ sức mạnh này chính là át chủ bài quyết chiến cuối cùng với hắc giao vương kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Từ Dương, hắn không thể lập tức làm được, cho dù có sức mạnh của thiên nhãn, nhưng hắn còn chưa quen khống chế sức mạnh của nó. Đây là vấn đề hắn cần phải khắc phục trước khi quyết chiến. Cũng may có tạm nguyên Quy nhất trận phụ trợ, mạng của Hắc Mân Côi cũng xem như được giữ, cơ thể mà tên gia hỏa thú nguyên ký sinh bị nữ đế nghiền nát cũng hoàn toàn biến mất đi. Trường 379 sau sơn sau cơn mưa trời lại sáng dưới sự chỉ dẫn của chiến vũ vương từ dương lại bắt đầu thử dùng thiên nhãn dùng hợp sức mạnh ma nguyên và nhân nguyên làm một sự phù hợp tổng thể của sức mạnh tự nhiên hắn quả thật đã tạo ra khí thức sinh mệnh nồng đậm đây là điều từ dương chưa từng nghĩ đến mà thú nguyên trong toàn bộ tam nguyên hệ thống là lựa chọn khác loại duy nhất bởi vì thú tộc không có mặt đối lập tương sinh tương khắc tuyệt đối không có thiên địch cũng không có một loại sức mạnh tuyệt đối nào có thể đơn độc hạn chế thú tộc phát triển chỉ cần thực lực cá thể đủ cường đại việc thôn vệ diễn ra không ngừng điều này cũng làm cho thú tộc nhất mạch trong hệ thống tam nguyên có địa vị đặc thù nhân nguyên và ma nguyên liên tủ đối kháng với thú nguyên dường như từ khi thế giới này sinh ra kết cục đã được quyết định ba ngày sau từ dương chính thức xuất quan thương thế của hắc mân côi cũng đã ổn định nàng ta rơi trả vào trạng thái ngủ say. Đám người từ dương cũng đi theo Tam Vương Tử, cùng trở lại Vương Thành. Lễ Tân Vương kế vị cử hành khá thuận lợi, được dân chúng cả nước diễn quốc chúc mừng. Mỗi người trong đội từ dương đều vinh dự được Tam Vương Tử trao tặng danh hào trường lão. Sư phụ Tam Vương Tử cung kính gọi từ dương, đây cũng xem như là tôn kính và tán thành lớn nhất đối với chính hắn Bây giờ ngươi là quốc vương của diễn quốc Không cần phải cách ký với ta như vậy đâu Đại cục diễn quốc đã định rồi Sau này phải làm tốt việc chống lại Sự xâm lấn của vô tận hải kia Trong nước không cần bố trí quá nhiều Binh lính điều động đi bên cạnh Càng nhiều càng tốt Tam vương tử gật đầu Rút ra tấm địa đồ Chỉ vào thị trấn quan trọng tiếp giáp Giữa diễn quốc và vô tận hải Đó chính là hãn tiên cảng không có bất ngờ gì xảy ra Nơi này chính là vị trí quyết tử giữa chúng ta và vô tận hải Dù dân quốc cũng phải hội tụ nơi này Bởi vì một khi hãn tiên cảng kia mà thất thủ Đại quân vô tận hải sẽ tiến quân thần tốc Dễ dàng tấn công các tuyến phòng thủ bến cảng bên cạnh diễn quốc và thần quốc này Nếu mất đi phòng hộ hiểm yếu nơi này Chúng ta vĩnh viễn ở vào thế bị động Dù sao trong vô tận hải không ngừng có sinh vật tiếp tế Mà binh sĩ của chúng ta có thể vận dụng thì lại có hạn thôi. Từ Dương nghiêm túc gật đầu sau đó nói. Sự ăn bài của ngươi không thành vấn đề. Ngươi cứ việc đi làm, đội ngũ của ta sẽ toàn lực hỗ trợ với ngươi. Ta sẽ rời đi mấy ngày, đi tìm vô song, giải quyết chuyện nội bộ của thần quốc kia. Nửa tháng sau, đại lục chúng ta liên hợp khai hỏa chiến tranh. Tương lai đại lục hoàn toàn phụ thuộc vào trận thế này đấy. Long Khôn vỗ ngực sau đó nói, Lão đại yên tâm đi, có chúng ta ở đây, người cứ việc đi làm chuyện người lên làm, những thứ khác cứ giao cho chúng ta. À tuyết, nàng cùng với ta đến thần quốc, những người khác ở lại đây, hiện tại chúng ta phải đối mặt với đối thủ quá mạnh, chỉ có nắm giữ được chiến lực nguyên cực hạn mới có thể phát huy được tác dụng thôi. So ra, các người ở lại phát huy được tác dụng lớn hơn đấy. Mọi người cũng không phải là ngày đầu tiên đi theo tử dương Mọi quyết định của hắn luôn đúng đắn Cho nên đối với mọi người mà nói Lưu lại chính là lựa chọn tốt nhất Mặc dù phần lớn người trong đội này đều là ở thần quốc Dù giờ có quay trở về Bọn họ cũng không giúp được gia tộc của chính mình Một khi đại lục chiến bại Tổ bị lật thì trứng cũng chẳng còn Tạm biệt mấy người trong đội của Tam Vương Tử Hai người từ dương cùng với nữ đế Đang không mở lên bay thẳng đến thần quốc kia Bây giờ nữ đế đã khôi phục đến đỉnh phong, có truyền thừa ma nguyên cực hạn, tốc độ lăng không phi hành, không thua kém gì từ dương. Điều này khác biệt với thuộc tính nàng có ở thế giới thật. Này, Huynh làm thế nào thức tỉnh trí nhớ của ta thế? Nếu không có Huynh, chắc ta sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới ảo tưởng này. Từ dương cười khẽ sau đó nói. Thế nàng quên thế giới linh hồn của ta không giống như người bình thường hay sao? Sức mạnh tu la trong truyền thừa có một sợi hồn điệm tu la lưu lại, bởi vì tu la xem như là một vị thần, bởi vậy hồn điệm của hắn không bị vô tận tháp lầy che đậy, giữ lại trong đầu của ta. Sau khi ta thức tỉnh, hắn liền nói rõ tình cảnh cho ta biết để ta có chuẩn bị. Nữ đế cười khổ. Thì ra là thế sao? Có chuyện này không biết ta có nên nói với huynh hay không? Nàng định nói đến vô song hay sao? Nữ đế kinh ngạc. Là, làm sao huynh biết? Nàng muốn nói, thực lực của mình, của một mình vô song phải gánh vác tín ngưỡng của chúng sinh thần quốc nhiều năm. Nhưng phương diện thực lực lại cách xa với nhân nguyên cực hạn. Điều này không hợp lẽ thường, có đúng hay không? Nữ đế gật đầu sau đó nói, nếu huynh đã hiểu rõ, ta cũng không cần lo lắng nữa. Đây là thái độ khách quan của ta, không phải là bản thân ta có địch ý gì với nàng ta cả đâu, mặc dù ta không có thích nàng ấy. Cái này thì ta hiểu Nàng lo lắng nàng ấy có ý nghĩa tổn thương Tới ta thay sao Kỳ thực từ khi mới bắt đầu Ta đã phát hiện ra cái chuyện này Nhưng trong quá trình gặp gỡ Ta biết vô song thật tâm thực lòng Đối với ta giống như nàng vậy Hai người các nàng cũng là người ta mãi mãi Không cách nào dứt bỏ được Đều là một phần sinh mệnh và linh hồn của ta Nữ đế trầm mặc chốc lát Sau đó nói Vậy Huỳnh có nghĩ qua Nên làm thế nào mang nàng rời đi hay không về việc này thật sự mà nói ta cũng không rõ ràng bản thân có thể làm được hay không huống chi bên ngoài vô tận tháp kia tiêu giao đạo quân mà chúng ta phải đối mặt càng đáng sợ hơn cho dù chỉ là sản phẩm của thế giới ảo tưởng này muốn mang đến thế giới khác cũng rất khó khăn bởi vì hành vi này vốn chính là nghịch thiên quan trọng hơn là vô song lại không có nhục thân ở thế giới thực sức mạnh hệ thống thế giới này có thể thích ứng được với không gian phát tắc của chúng ta hay không còn chưa có biết được nữ đế rất nghiêm túc nhìn về phía của tử dương. ta hiểu, mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ phải trả giá thế nào, huynh cũng không có bỏ nàng không sai, còn có tiểu hoa nữa. trong thế giới ảo tưởng là người thân duy nhất của ta. sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, nàng sẽ lẻ loi một mình, ta không thể từ bỏ được. huynh yên tâm đi, chỉ cần là chuyện huynh muốn làm, cho dù là trả giá như thế nào, ta đều sẽ giúp huynh thực hiện hai người thâm tình nhìn nhau như thể cảnh tượng tình cảm ở sâu sắc trước đây được tái hiện trong thế giới ảo tưởng chỉ mất có nửa ngày hai người từ dương từ vương đô diễn quốc xa xôi bay đến vương thành thần quốc lúc này từ dương mở thiên nhãn kết nối linh hồn cộng mình với vô song nhưng không ngờ lần này từ dương lại thất bại tại sao có thể như vậy Sao không thể cảm ứng được linh hồn cậu mình với vô song không, không thể nào Từ dương vô cùng lo lắng Chuyện này chưa từng xảy ra Bình thường xuất hiện tình huống như vậy Chỉ có hai khả năng Hoặc là vô song tự mình cự tuyệt kết nối linh hồn cậu mình Hoặc nha đầu này gặp chuyện phiền toái gì đó Thậm chí đã vẫn lạc Huynh không cần phải lo lắng đâu Dù sao nàng cũng là tiếng ngưỡng đồ đàng của nhân nguyên cho dù nhi tử của hắc giao vương cường đại trở lại cũng khó có thể loại bỏ vô song ở thần đô trước tiên chúng ta điều tra tình huống rồi nói sau ta cũng cảm thấy thần đô có chút lạ đấy Trường 380 Tịch Dạ Khi bước chân vào thần thành Rốt cuộc từ dương và nữ đế Cũng hiểu rõ chỗ nào không thích hợp Toàn bộ thành đắm chìm Trong không gian yên tĩnh Khiến người ta hít thở không thông càng vào sâu trong thành trì mức độ yên tĩnh càng ngưng trọng toàn bộ đường đi không nhìn thấy một bóng người cả bầu trời không được xanh như màu vốn có của nó huỳnh có thể cảm nhận được khí thức sinh mệnh dao động xung quanh hay không nữ đế có chút sợ hãi hỏi thăm tử dương loại cảm giác sợ hãi này không phụ thuộc vào thực lực của người đó nếu một người có tâm trí không kiên định cho dù là thực lực có mạnh nhất thiên hạ cũng khó có thể chống cự loại dày vò kiềm chế bản năng con người trong một thời gian dài. Nghe nói, phòng bế một người trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, trong một khoảng thời gian, người đó nhất định sẽ điên. Đây là cảm giác của nữ đế và từ dương trong lúc này. Đương nhiên, tử dương đại lão vẫn rất thanh tịnh bởi vì hắn hiểu rõ dù có thế nào hắn vẫn phải trụ lại sau cùng bởi vì vô song vẫn còn chờ đợi hắn đi tìm Chẳng lẽ trường tử Hắc Giao Vương thống trị toàn bộ thần thành nắm giữ năng lực có thể trôn vùi nguyên lực hay sao? Chuyện này không có khả năng. Tử Dương lắc đầu sau đó nói Nếu như ta đoán không lầm loại thiên phú này không phải là tôn vùi mà là ngủ say. Nhân nguyên ngưng tụ sinh ra thần lực mạnh mẽ đều lâm vào trạng thái ngủ say mà không phải là chân chính biến mất đi. Bằng không hệ thống thế giới liền bị sụp đổ có điều chúng ta vẫn không thể tìm được phương pháp thức tỉnh nguyên lực nhân nguyên mà thôi. Vấn đề cần giải, giải quyết trước mắt là chúng ta gần như không có khả năng tìm được vô song. Bởi vì ký tức của nhân nguyên ngủ say, chúng ta không thể nắm bắt ký tức của nàng, càng không thể thiết lập cộng minh linh hồn. Đây là nguyên nhân chúng ta mất đi liên lạc. Dù từ dương nắm giữ được mấu chốt của vấn đề, nhưng hắn vẫn không thể lập tức tìm được phương pháp giải quyết ngay. Không biết từ khi nào Hai người đi qua hết mấy con đường dài Đều đến con đường dài khác Đi tới trước cửa hoàng cung Nhìn thấy bức tượng thiên sứ vàng óng trói loại kia Mỹ nữ thiên sứ xinh đẹp hoàn mỹ Dung mạo vô cùng giống với vô song Hai đầu lông mày toát ra khí chất Thần thánh xèn lẫn cao quý Không gì sánh được Chỉ cần đứng trước mặt của bức tượng này Cũng có thể khiến cho tâm thần thanh thản đi Ta hiểu rồi Có thể gọi nàng từ dương đột nhiên hiểu ra Hưng phấn quay đầu nhìn nữ đế bên cạnh Gọi Gọi là thế nào Thế nào để gọi Chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao Trong thế giới chân thật kia Truyền thừa hoàn mỹ nhất của sức mạnh tu là Là sức mạnh vô thượng Được dung hợp với thiền sứ Đây mới thật sự là tạo nghệ thần cấp Của chủ đại lục này Một kết tát hoàn mỹ chân chính đấy Nữ đế sau đó bừng tỉnh Ý của huynh nói là sức mạnh ma nguyên của ta tương sinh tương khắc với thiên thứ sao có thể trở thành phương tiện tốt nhất để đánh thức sức mạnh thiên thứ kia. Không sai. Phóng thích ma nguyên tại thần đô là một hành động xem thường. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể thức tỉnh thiên thứ đồ đằng, ta tin tưởng vô sóng nhất định sẽ tự động khôi phục thôi, sinh ra cảm ứng với chúng ta, để lúc đó mọi vấn đề đều được giải quyết. Đây là một phương pháp lấy độc trị độc của từ dương, Hiện tại hắn không có biện pháp để lựa chọn, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì dù có lấy độc trị độc, hắn cũng phải thử lấy một lần. Vậy được rồi, nếu có gì không đúng, huynh phải chỉ điểm ta, ta sẽ lập tức dừng tay ngay. Không có vấn đề đâu. Được từ dân cổ vũ, nữ đế không có gì lo lắng nữa, cứ như vậy đứng dưới bức tượng thiên sứ kia, không chút kiêng kỵ bắt đầu phóng thích khí tức ma nguyên cường đại của mình. Lúc đầu nó chỉ ở trong phạm vi một lĩnh vực, nhưng khi nhà đầu này không ngừng phóng thích ma nguyên đến cực hạn, làn sóng khí tức màu đen không ngừng tàn phá bừa bãi ra xung quanh, mãi cho đến khi khí tức bao trùm toàn bộ vương đô của thần quốc này. Tiếng khí tức nổ tung truyền ra xung quanh không ngừng, từ dương cắn chặt răng nhưng từ đầu tới cuối không hề lên tiếng ngăn cả nữ đế dừng lại. Cố sức, mừng, cố sức mạnh này không ngừng tàn phá bừa bãi. cuối cùng, bức tượng thiên sứ trước mặt bị dạn nứt ra, màu xám trắng đều khắc nứt ra vô số đường vân, mãi cho đến khi nữ đế phóng xuất ra một đạo ma nguyên cuối cùng năng lực cực hạn dao động cách sức mạnh pháp tắc chỉ kém duy nhất một đạo cấm chế. trong khoảnh khắc tiếp theo, bên trong bức tượng thiên thứ đã thút bỏ lớp vỏ mục nát bên ngoài, đổi thành một thân hào quang màu vàng ống rực rỡ chưa từng có. Sau đó, lấy pho tượng kia làm trung tâm, thần quang màu vàng ống nhanh chóng bao phủ, tàn phá bừa bãi toàn bộ vương đô của thần quốc. Mà nữ đế không ngừng thu liễm ký tức, trở thành mục tiêu ánh sáng vàng ống xua tan đi. Mãi cho đến khi nữ đế hoàn toàn ngừng phóng thích ma quyền, gặp thế gian đều đã được ánh sáng vàng ống của thiên sứ đồ đằng triệt để bao phủ. Cũng chính tại lúc này, Từ Dương cảm nhận được khí tức của vô song dao động, Nàng ở chỗ nào? Chúng ta tới cứu nàng. À Dương, ta, ta ở đây. Dường như ta đã ngủ một giấc rất sâu, nhưng ta không có bị thương, cũng không biết là bị nhốt ở chỗ nào nữa. Từ Dương thở vào một hơi, sau đó nói. Nàng đừng vội, ta sẽ tìm được vị trí của nàng thôi, cứu nàng ra ngoài, ít nhất hiện tại nàng vẫn còn an toàn chứ. Khi ánh sáng vàng óng của tên sứ tràn tới cực điểm, giữa bầu trời xanh thẳm đột nhiên có một ngôi sao huyễn hóa mà ra, trong thời gian cực ngắn biến thành một cá thể hình người, từ trên công trung hạ xuống chậm rãi dừng ở trước mặt Từ Dương. "Hỏi ta là Tạ Dịch, là chủ nhân của thần quốc ngày nay, cũng là nhi tử của Hắc Giao Vương, ta đợi các ngươi đến đây." Từ Dương hừ lạnh một tiếng, Người muốn bản thân đối mặt với cái chết thế nào Tịch ra lãnh đạm lắc đầu Tử vong cũng không có gì Phải đáng sợ hãi đâu Đáng sợ nhất là sống cô tịch tịch mịch Giống như ta phải đối mặt Với đêm dài vô tận vậy Từ dương nghe được Sự bi thương sầu não Trong giọng nói của hắn Không khỏi nhìn tên gia hỏa này chăm chú Sự dao động khí tức sau khi ánh sáng thiên sứ khôi phục Từ dương cảm nhận được Vạn dân trong thần thành Cũng không có bị, bị thương vong tên gia hỏa tịch dạ trước mặt này căn bản không phải là người thích giết chóc. Người không có sát tâm với lãnh thổ này, không ngờ trường tử của Hắc Giao Vương là tên kỳ hoa như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, đã không thích, vì sao còn phải đến thần quốc tạo nên sự hỗn loạn cho nơi này? Tịch dạ thở dài, sau đó nói, Lệnh phụ thân, không ai có thể chống lại. Hơn nữa, tiền phú ta lại chính là thứ mà phụ thân ta cần nên ta bắt buộc phải tới đây nếu như người chịu lựa chọn từ bỏ đi Người nhất định sẽ là một người tên có tiền đồ đấy tích ra cười khổ nói giao tộc nhất mạch chúng ta từ bỏ tương đương với chống lại mệnh lệnh cũng có nghĩa là từ bỏ quyền lợi được sống ta chỉ biết nếu như ta không có tiền phú như vậy phụ thân sẽ không tìm ta lấy một cái đâu mà người Tây thế ta chỗ này sẽ giết hại càng nhiều người hơn. Trường 381 Thủ đoạn của Pháp Bỉ Ồ, không có nghĩ ra Hắc Giao Vương có thể sinh ra một người kỳ hoa như ngươi. Ngươi và phụ thân ngươi không hề giống nhau. Ta thật sự hoài nghi không biết ngươi có phải là con ruột của hắn hay không đấy. Từ dương triêu trọng, đối phương cũng không thèm để ý chút nào. Người này sinh ra vì dẹp yên chiến tranh, hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét ồn ào náo nhiệt, chán ghét vạn vật trên phạm thế. Hắn sống thuần túy là vì mệnh lệnh của phụ thân mà thôi. Nói theo cách của tịch dạ, phụ thân của hắn, sinh mệnh hắn không có tư cách chủ động chôn vùi sinh mệnh này. Phục tùng là phương thức duy nhất để báo đáp phụ thân. Cho nên, Hắn tới nơi này cho hết thảy mọi người lâm vào ngủ say. Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến để tránh chiến tranh. Ta đột nhiên không muốn giết người. Bằng hữu người cũng không trở nên thành đối thủ của ta. Mà nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để người ở lại. Nếu người tin tưởng ta, ta có một chỗ thích hợp cho người dừng lại. Nơi đó tuyệt đối yên lặng. Nếu không có chú tâm, liền có thể ngồi thiên bảy ngày bảy đêm. Nơi đó là nơi có cảnh đẹp nhất trên thế giới này. Người đã vì phụ thân của mình làm quá nhiều, cũng bỏ lỡ quá nhiều. Lúc này hãy vì chính mình sống một lần đi. Từ dương nói xong, từ dịp tịch dạ còn đang chấn động, một ngón tay nhổ ra đánh một lạc ấn linh hồn hoàn chỉnh vào trong đầu của hắn. Khi nhìn thấy bầu trời thanh thẳm, tịch dạ hoàn toàn thấy choáng váng. Dường như hắn đã đạt được tất cả những nhận thức ảo tưởng mà từ dương có, mặc dù hắn không có mở được thiên nhãn tâm cảnh lập tức những nhưng ít ra bầu trời đen tối trên vương đô đã dần dần tiêu tán đi ánh sáng dạng rộng dạng đông lặng lẽ buông xuống đã thành công rồi rốt cuộc huynh cho hắn nhìn cái gì vậy nữ đế bên cạnh nhìn thấy mà muốn nổ tung đều là người vì sao tử dương có thể làm được chuyện người khác có nghĩ cũng không dám đây từ dương khẽ thở dài mở tầm nhãn của mình trong nháy mắt truyền lại tâm cảnh cho nữ đế và vô song lúc này hai nữ thần mới hiểu được cảnh tượng này có ý nghĩa như thế nào với một người như tịch dạ không có gồng xiềng gò bó biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay đỉnh núi này là trốn trở về sau cùng của tịch dạ cũng là nơi duy nhất thuộc về thiên đường của chính hắn sau khi bóng tối xung quanh biến mất trước mặt đã không còn bóng dáng tịch dạ nữa chỉ có một câu nói hắn lưu lại trong hải não của từ dương cảm ơn người nếu ta còn ở thế giới của người sẽ không còn bóng tối từ dương cũng hiểu ý của những lời này chỉ xem đây là một lời cảm tạ cùng với lời chúc phúc tịch dạ lưu lại cho hắn mà thôi không bao lâu vương cung thần quốc đều khôi phục màu sắc vốn có vô song cũng hoàn toàn không chút tổn hại mà hiện thân nhưng rất rõ ràng vô song không đạt được thực lực như nữ đế vốn có từ dương và nữ đế phán đoán bằng cảm giác nội tính ra đầu này không tiến triển gì vẫn còn có cách nhân nguyên cực hạn khá xa lo lắng cho tâm trạng của vô song từ dương và nữ đế cũng không trực tiếp đi và hỏi thẳng đi thôi mang huynh hồi cung nhìn ánh mắt kiên định của từ dương vô song lần nữa khôi phục thần thái cảm giác bình yên mà từ dương mang cho khiến cho nàng thấy thích nhất. Dường như ở bên cạnh nam nhân này thì dù trời có sập xuống cũng chưa phải là tận thế. Pháp bị đâu gọi hắn ra quỳ dập đầu bồi tội với trưởng công chúa đi. Từ dương đi tới trước cửa chính hoàng cung, hắn lớn tiếng nói một câu như vậy nhất thời khiến cho vương hầu tướng lĩnh thần quốc về hoàng sợ. Gì vậy, tên này là ai dám làm càn can đảm như vậy chứ, dám trực tiếp khiêu khích những nhiếp chính vương đại nhân, nhiếp chính vương lên ngôi ngày hôm nay căn bản không chút liên quan đến tịch dạ lão cầu thuần túy chỉ mượn danh nghĩa của tịch dạ thời thừa cơ đoạt vị cho chính mình phán đoán trước đó của vô song sai rồi nàng cho rằng tịch dạ ở sau lưng điều khiển hắn ta làm như vậy để dễ dàng điều khiển toàn bộ vương thất của thần quốc xem ra hiện tại tất cả đều có một tay của lão già này bày kế ra sau đó đổ hết lên người của tịch dạ các người đã trở về Lúc đầu Pháp bị còn có chút sững sở Sau đó bắt đầu hốt hoảng Cuối cùng hắn ổn định tâm thần lại Nở nụ cười như có như không Từ trên ngai vàng đi xuống Các vị Trường công chúa Điện Hạ Đã bị tịch giả giết chết rồi Đây là trường công chúa giả Mà bên cạnh nàng ta chính là tên Gia Hòa Từ Dương Nhưng đến từ diễn quốc kia Pháp Bỉ là người có tính chất kích động, hắn vừa mới nói xong, các vương hầu đại thần trên triều đều xôn xao, nhất thời không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Người nói không sai, ta đúng thật đến từ Diễn Quốc, đó là bởi vì thiên hạ lúc này đã biến đổi, đối thủ duy nhất của chúng ta không phải là Diễn quốc mà chính là vô tận hải kia. <laughs> từ dương vừa mới đói xong hắn nhận trở về là một tiếng cười nhạo của mấy lão già của hủ này các người dám chế diễu thần hay sao không đợi từ dương tỏ thái độ nữ đế bên cạnh đã đứng ngồi không yên một cước tung ra trong phút chốc toàn bộ công điện như rơi vào luyện ngục ma Mà nguyên màu đen kinh khủng tan phá bừa bãi xôi trào lao về phía mỗi quý tộc xung quanh nhưng không có đả thương tính mạng của bọn họ chỉ là uy hiếp mạnh mẽ khiến cho bọn họ hoảng sợ không thôi Các ngươi phải hiểu Thần không chấp nhận sự phản bác và kháng cự A à Dương dùng giọng điệu này Nói với các ngươi Cũng vì không muốn trả đạp Lên nhân cách hèn mọn của các ngươi mà thôi Cho các ngươi một cơ hội Nói chuyện ngang hàng với thần Đám người các ngươi đã không biết Tức thời thì thôi Pháp bị dắp tâm hại người Người có thể chu diệt Trường công chúa vô song đã bị hắn thiết kế mà giam lại Hiện tại trường công chúa các ngươi đích thần đến đây lão quốc vương cũng đã bị tên gian tướng này hại chết chẳng lẽ các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc hay sao đủ rồi số đứa nhân này muốn tìm đường chết thì sao không biết hắn lấy tự tin từ đâu ra lại cứng rắn nói một câu như vậy với đứa đế Pháp trượng trong tay đột nhiên tản ra dao động thần lực thuần túy. Hả? Sức mạnh này? Tư dương cười nhạt, dường như hắn khá vui vẻ khi nhìn thấy bí mật trên người của Pháp bỉ Có lẽ sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể vô song không đạt đến ngưỡng mong muốn là bởi vì nàng còn chưa hoàn thành một số quy chế thao tác mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên Pháp bỉ này. Sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, nữ đế lần nữa tỏ rõ thần uy từ trong hư không huyễn hóa ra một đôi cánh tu la màu đen, vô số quang vũ màu đen không đếm rẻ đè ép xuống, dường như trong khoảnh khắc cương khí bảo vệ ngoài thân của pháp Bỉ hoàn toàn vỡ nát đi thật không ngờ thực lực của ngươi lại tiếp cận tới cực hạn vẫn là ta xem thường các ngươi trước đây ta nên chém chết tên gia hỏa này trước cửa hoàng cung sẽ không trở thành họa sát thân ngày hôm nay sắc mặt của pháp bị vô cùng âm trầm cũng vì điều này quyền trượng ở trong tay hắn từ màu bạch kim thần thánh chuyển sang màu vàng tím đậm 382 là sinh môn tái hiện. Trong chốc lát, ánh sáng vàng tím đậm kia dường như đã hòa nhập hoàn toàn sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết không gì sánh được kia từ quyền tượng Diễn biến tiếp theo khiến cho mấy người từ dương và nữ đế không ai có thể nghĩ tới. Ngay cả các vương hậu trong điện cũng bị dọa sợ cho đến thoáng váng. Đó là La Sinh Môn. Nữ đế giật mình phun ra mấy chữ là sinh môn này Không sai Đây chính là áo nghĩa trí cường quỷ ảnh tu la nhất mạch Mà hai hai huynh đệ thác bạt vân am hiểu nhất Liên quan đến quỷ ảnh tu la nhất mạch Bản tôn tu la đã sớm giải thích qua với tử dương Đó chỉ là một môn đồ trước kia hắn tùy tiện trì điểm Sau đó khi bản thân nhập ngộ Lạc lối đã sáng chế ra một lưu phái như vậy Được thác bạt đánh bại bậy bạ sinh ra nhân quả tiến hành kế thừa đồng thời cũng được thác bạt ra nhất mạch chân chính mở rộng ra biến thành môn mà công vô cùng kinh khủng và gian ác này trên thực tế từ thời các pháp bị thi triển ra la sinh môn đã chứng minh sức mạnh của lão không thuộc về thế giới ảo tường nói cách khác đằng sau đó muốn đề lộ bản chất vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống thế giới không sai chính là la sinh môn rất quen thuộc hay sao từ dương pháp bỉ đột nhiên cười lạnh trong con mắt tàn ra ánh sáng xanh lục giống hệt như tư thái huynh đệ thác Bạc trước đây như đúc vậy <laughs> đừng giả bộ cái gì mà thần tướng pháp bỉ la sinh môn đã bán rẻ thân phận của ngươi rồi ta muốn thấy diện mạo thật của ngươi mau hiện thân đi. Ngay sau đó, quyền tượng trong tay của Pháp Bỉ lắc một cái, là sinh môn đồ đằng sau lưng lạnh lẽo nhanh chóng ngừng hiện, một dáng người quen thuộc, đó chính là tác Bạt Vân, to lớn mà xấu xí kia. Chủ nhân của ta, cuối cùng người cũng sống lại. Pháp Bỉ đột nhiên xoay người quỳ ở trên mặt đất, ngành đón hồn niệm từ trên người chính mình sinh ra. Trên thực tế, đây là một đạo hồn điệp bản thể của Thác Bạt Vân. Người là Thác Bạt Vân, người không chết sao? Thác Bạt Vân cười lớn, sau đó nói. Chuyện này cũng không nên cảm ơn người. Nguyên nhân chính là ngươi cũng kế thừa sách mạnh của Tu La, khiến trước khi chết ta cứ ép hấp thu một đạo mệnh nguyên từ Tu La Kiếm của người, đó là phân ra một tia hồn nguyên bám vào trên người của ngươi khi người mang theo những người bạn của mình tiến vào vô tận tháp vừa lúc ta cũng được mang vào thế giới này vương đô thần quốc nơi sinh ra của các ngươi đã đành phải tìm tòi những tài liệu xem ai là người có thần lực mạnh nhất đất nước này vì thế ta tìm được lão nên ta sớm biết công chúa mới là người mạnh nhất thần quốc mà ta đã chiếm hiếu nàng ta nhưng không có sao người hầu này của ta rất trung thành đấy Đại nhân, tán thưởng, một đời của ta đều sẽ hầu hạ đại nhân. tác Bạch Vân đột nhiên cười lớn. Không cần chờ lâu như vậy đâu, chỉ cần trung thành trong mắt là đủ rồi. Tới đây đi, ngừng đầu tiếp nhận ân ban từ thần đi. Vừa mới nói xong, tác Bạch Vân chậm rãi cúi đầu vừa vặn đối mặt với ánh mắt thành tín vô cùng của Pháp Bì. Ánh sáng màu xanh lá nhanh chóng bắn xuyên thủng hai mắt của hắn tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang vọng toàn bộ ô đại điện tất cả mọi người đều nhìn thấy pháp bỉ như sắp bị giết chết vậy dù sao tác bạt vân là hạng người nào từ dương và nữ đế chắc hiểu rõ nhất theo những lời hắn nói vô song đã có được câu trả lời của chính xác cho những gì nàng thắc mắc bấy lâu nay không ngờ gì nữa những lời từ dương nói qua với nàng đều chính xác có lẽ thế giới này với thế giới rộng lớn bên ngoài chỉ là giấc mộng ảo mà thôi Pháp vị với ánh sáng tín ngưỡng đều tập trung ở trong con người, người bên ngoài không biết, ngay cả vô song cũng không rõ, nhưng làm cơ thể của hắn ký gửi, gửi cả thể xác đến tinh thần cho tín ngưỡng hắn tín nhiệm nhất. Tạc bạch vân đối với tín đồ này rõ như lòng bàn tay. Đại đại nhân ngài, pháp bị kinh sợ không thôi, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thống khổ và hối hận vây quanh. Không cần phải kinh hoàng đâu, đau đớn chỉ là tạm thời. Bây giờ chính là khảo nghiệm độ trung thành của người đối với ta. Ta sẽ cho người vĩnh sinh chân chính đây. Tiếp đó, tất cả những tinh hoa tần lực tích trữ trong mắt của Pháp Bì đều bị Tác Bạt Vân tiếp nhận. Đồng thời bản nguyên linh hồn cường đại vô cùng của hắn cũng bị La Sinh Bồn sau lưng Thác Bạt Vân đồng hóa đi hoàn toàn. Pháp Bị liên tục kêu thảm không ngừng, trong chốc lát đã triệt đề hóa thành con rối của Thác Bạch Vân, trở thành thủ hộ giả chân chính của La Sinh Môn. Vĩnh Trình chính là xa đọa Vĩnh Hằng. Pháp Bị từ đỉnh phong nhanh chóng biến thành tồi tớ của địa ngục. Những vương hầu tướng lĩnh thần quốc nhìn đến mà ngây người. Loại đối kháng cường độ này không ai có thể đối đầu, chỉ có Từ Dương Nữ Đế và Trường Công chúa vô song mới có năng lực tham chiến thôi. Đến đây đi Chúng ta quyết đấu công bằng lần nữa Cho thế giới ảo tưởng này xem Từ Dương ta nói rồi Ta sẽ khiến cho người phải trả giá đắt Từ Dương cười lạnh Sau đó nói Cho dù người có làm thêm 100 lần Người cũng không phải là đối thủ của ta Bởi vì đây là mạng của ngươi, một khi ngươi quyết định kế thừa quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch, ngươi chắc chắn phải có kết cục ngày hôm nay, bởi vì truyền thừa Tu La chân Chính chỉ có ta thôi. <laughs> người quá ngây thơ rồi tử dương Người thật sự cho rằng Ở trong vô tận tháp này giống với bên ngoài hay sao Mọi chuyện đều do ngươi định đoạt hả Đột nhiên tử dương như nhớ ra chuyện gì Theo bản năng nhíu mày hỏi Lời này của ngươi có ý gì đây Chẳng lẽ người vẫn còn chưa hiểu hay sao Toàn bộ thế giới này đều là thí nghiệm của đạo quân có thể nói đây chỉ là một món đồ chơi trong tay của đạo quân mà tôi chỉ cần hắn muốn một đầu ngón tay cũng đâm thủng cái thế giới ảo tưởng này khi pháp tắc sụp đổ đi tất cả các ngươi ở nơi này đều phải vấn lạc thôi không đợi cho tử dương lên tiếng nữ đế bên cạnh cười lạnh nói dù cho là như vậy nhưng chuyện này có quan hệ gì với ngươi đừng nói với ta ngươi chính là hóa thân của tiêu diêu đạo quân Loại chuyện này ta nghe nhiều lắm rồi đấy. Đừng có mà dùng châu lừa gạt con nít rồi dùng trên người của chúng ta. Người nên tỉnh lại đi. Nụ cười của Thác Bạc Vân càng sâu hơn. Ý của ta là bất kỳ kẻ hủy diệt tam nguyên thế hệ nào cũng đều có quyền cùng sinh cùng diệt với thế giới này. Chỉ cần ta có thể làm được, đương nhiên ta cũng có thể trường khống sinh tử của các ngươi. Nhục thể của ta đã bị hủy, nếu chỉ dựa vào một đạo hồn niệm cùng với tấm thân con rối này mà có thể cùng với các ngươi đồng quy vô tận, các ngươi thử nói xem, cuộc mua bán này ta có lời hay không?" Lời này vừa mới nói ra, người mạnh như Tử Dương theo bản năng nghiêm túc mấy phần, hắn biết những gì Thác Bạt Vân nói cũng không phải là chuyện đùa. Nếu Thác Bạt nhất mạch thật sự điên cuồng thì không có ai có thể ngăn cản được. Ngay sau đó, là sinh môn lại một lần nữa được mở ra, là sinh môn hình thái hoàn chỉnh, bộ mặt thần của quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch, vô thượng đạo thống tái hiện ở vương đô thần quốc này. Hắc ám, xa rọa, mục nát, đó là một loại khí tức có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới vào tuyệt vọng, đang nhanh chóng được ngừng tụ ra. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 51 ở đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo